Cây dừa được mệnh danh là cây của sự sống. Bất kể nơi đâu có dừa phát triển, thì nơi đó có sự giao thoa về văn hóa, di sản, nền ẩm thực và thương mại. Bến Tre với diện tích trồng dừa hơn 70.000 hecta, đạt hơn 600 triệu trái một năm, chiếm hơn 40% diện tích trồng dừa cả nước. Nơi đây được mệnh danh thủ phủ dừa Việt Nam. Từ nguồn nguyên liệu dừa quanh năm tươi tốt tại Bến Tre, vùng đất được hình thành từ ba dãy cù lao phù sa sông Mekong bồi đắp. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế được thành lập từ năm 1997 bằng niềm tin yêu và gắn bó với cây dừa của ông Cù Văn Thành, nhà sáng lập công ty. Hành trình gia tăng giá trị cho trái dừa bằng những sản phẩm với hương vị khác biệt đặc trưng của dừa Bến Tre bắt đầu từ đây và tiếp tục được các thế hệ về sau nuôi dưỡng. Nắm bắt xu hướng phát triển thực phẩm hữu cơ cao cấp trên thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế đã đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu dừa hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt quốc tế như USDA, EU, JAS. Công ty có đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, đồng hành cùng nông dân trong suốt quá trình canh tác và chăm sóc vườn dừa, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hữu cơ. Xây dựng và phát triển vườn dừa hữu cơ là chiến lược dài hạn và bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân. Dừa được thu hoạch bằng nhiều cách, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng khéo léo của người nông dân, được ông cha truyền lại nối tiếp nền văn hóa xứ dừa. Bằng nhiều cách, quả dừa được mang đến nhà máy một cách cẩn thận và nhanh nhất, giúp giữ trọn vẹn sự tươi mới và tinh túy. Dòng chảy của sông Mekong đã chuyên chở những trái dừa sau khi thu hoạch vào nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế một cách thuận lợi. Hiểu rõ tầm quan trọng của nguyên liệu đầu vào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đầu ra, vì vậy chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc hiện đại hơn, góp phần tối ưu hóa chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Dừa sau khi được sơ chế sẽ được đưa vào hệ thống nhà máy chế biến hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất để chế biến nên nhiều sản phẩm khác nhau. Qua các công đoạn chế biến, xử lý khép kín, tự động với quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt đạt chuẩn quốc tế, từng sản phẩm dừa của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế ra đời luôn giữ được hương vị tươi ngon nhất. Chất lượng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế được kiểm soát bằng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như BRC, IFS, ISO 22000, ISO 17025, HACCP, Hà Lan, COSER. Dừa được thu hoạch đúng độ tuổi và chọn lọc cẩn thận trước khi đưa vào sản xuất, tạo nên các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao như nước dừa tươi, sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa tinh khiết, dầu dừa cooking oil, dừa sấy giòn, bột dừa, bơ dừa và không ngừng cải tiến nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm đa dạng khác. Với mong muốn mang sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng khắp năm châu, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế đã không ngừng đầu tư phát triển sản phẩm và quảng bá hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh sản xuất nhãn hàng riêng cho các khách hàng lớn trên thế giới, công ty còn mạnh dạn đầu tư về marketing, phát triển thương hiệu riêng Việt Coco cho thị trường Việt Nam. Sản phẩm của công ty đã chinh phục hơn 50 nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và tiếp tục phát triển đến các thị trường mới. Gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích chung của cộng đồng, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động xã hội tích cực đã được tổ chức mỗi năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế đặt sự phát triển bền vững làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh, bởi vì chúng tôi tin rằng chỉ có phát triển bền vững mới đảm bảo cho những thành công lớn hơn và không làm tổn hại cho thế hệ tương lai.
Sự phát triển mạnh mẽ của công ty Dừa Lương Quế hôm nay là minh chứng cho cả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ công nhân viên. Chúng tôi không chỉ khai thác, chế biến dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có, mà còn tiếp tục nuôi dưỡng để duy trì nguồn nguyên liệu dừa Việt Nam ngày càng dồi dào hơn. Đây là chuỗi giá trị cộng hưởng mà Dừa Lương Quế luôn trân trọng, dưỡng nuôi để làm nên những sản phẩm ngọt ngào cho cuộc sống. Nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho cây dừa Việt Nam sẽ tiếp tục được các thế hệ tiếp nối phát huy và vươn xa hơn.